Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Nay mình sẽ quay trở lại anh em về cái vấn đề là câu hỏi khá nhiều anh em mình là xe thắc mắc, đó chính là khi nào mà phải thay cái phớt lát. Và cái phớt lát ô tô nó là cái gì? Thì hôm nay mình sẽ xin giải thích qua cho anh em biết. Cái phớt lát ô tô thì nó là lắp ở cái vị trí là ngay ở chỗ đầu trục lát, phía trước và phía sau. Như anh em mình có thể thấy ở đây, điển hình của nó là con này là con lắp cho con Ford Transit. Thì nó lắp ở ngay chỗ phía bánh sau anh em ạ, bánh sau nhá. Thì cái nhiệm vụ chính của nó là chính là ngăn cho bụi bẩn này, nước này không thể từ ngoài mà vào trong được cái lát của mình, thì hoặc cũng như là nó ngăn cho cái mỡ, cái dầu từ cái ở phía trong ấy, phía trong chỗ mayơ của xe, chỗ cầu cầu sau ấy của xe, thì nó không thể chảy ra được. Đấy là cái nguyên cái chính của nó. Thì cái phớt lát này nó cấu tạo thì bởi bằng cái thông thường là như là chủ yếu bằng cái lõi bằng sắt bao bọc ngoài bởi những cái lớp ngoài thì bằng cao su non. Cái này là bằng cao su non này. Đấy, đây là cao su non này. Cái này cũng là cao su này. Đó, cái đấy cũng là cao su anh em ạ. Thì như con cụ thể con này thì nó là một con Transit hàng SKS, hàng SKS nói chung là hàng xịn nhất thị trường bây giờ. Thì nó dùng cho con Transit từ 2007 cho đến đời 2019-2020 bây giờ. Thì khi nào mà phải thay thì cái dấu hiệu mà hỏng phớt lát của mình ấy, thì chính là sau thời gian dài sử dụng thì anh em mình có thể nhìn thấy ngay ở chỗ ria đầu, chỗ gần bánh xe nó sẽ bị chảy dầu, rỉ dầu ra đấy. Thế nó rỉ dầu là anh em mình phải thay cái phớt lát này nhá. Thay thì cố gắng anh em mình thay hàng xịn để cho nó đảm bảo được cái thời gian sử dụng cũng như là trong quá trình vận hành của mình xe nó được an toàn và tiết kiệm nhất có thể anh em ạ. Thì ok, video này có lẽ mình sẽ xin kết thúc ở đây. Anh em mình cần tư vấn gì về các phụ tùng hay là yêu cầu về phân biệt phụ tùng hàng xịn, hàng thường, review sản phẩm như thế nào, anh em mình có thể comment bên phía dưới video nhé. phạmvanauto.com, chúc anh em mua hàng thông thái. Hẹn gặp lại em video lần sau. Có thể liên hệ với mình qua số 0949253889, đăng ký kênh của mình bên phía này. Ấn chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất, truy cập web bên này. phạmvanauto.com, chúc em mua hàng thông thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào.